Nam diễn viên nổi tiếng bỏ vợ về quê sống ẩn dật, cắm câu làm vườn như nông dân. Bỏ lại ánh hào quang sân khấu, nam diễn viên sẵn sàng cầm cuốc, làm vườn như nông dân, khiến khán giả bất ngờ. Gần đây, MC Cát Tường đã chia sẻ về người bạn tri kỷ của mình, diễn viên Tiết Cương. Để gặp lại người bạn này, Cát Tường đã từ Sài Gòn về quê Long An. Cô cho biết, sáng nay tôi đi thăm một người bạn ở ven thành phố. Người bạn này đã bỏ tôi lại thành phố để về quê ở ẩn. Buồn quá, vì thế nên hôm nay tôi phải đi tìm bạn mình. Người bạn mà Cát Tường nhắc đến chính là diễn viên Tiết Cương. Mặc dù Tiết Cương có nhà to ở Sài Gòn, anh lại quyết định về quê sinh sống. Tại quê nhà, Tiết Cương sống trong một căn nhà khá rộng, với vườn tược thênh thang xung quanh. Khi Cát Tường tới thăm, Tiết Cương đang bận rộn cuốc đất, làm vườn. Cửa nhà không khóa, mọi người có thể tự do ra vào. Hình ảnh Tiết Cương ở quê khiến ai cũng bất ngờ. Dù là một diễn viên nổi tiếng, anh vẫn sẵn sàng cầm cuốc làm vườn như một người nông dân, ăn mặc giản dị. Tiết Cương chia sẻ, hiện tại tôi đã về quê, không còn ở Sài Gòn nữa. Ngọc Thưởng là vợ Tiết Cương, vẫn đang ở Sài Gòn để còn đi học lái xe, học trang điểm. Tôi giờ về quê cắm câu, trồng cây, còn thu hoạch được cả bơ. Sau đó, Tiết Cương dẫn Cát Tường đi thăm vườn nhà với đủ loại trái cây như bơ, sơ ri, đu đủ, khế. Anh cũng chia sẻ với Cát Tường về cuộc sống bình dị ở quê nhà. Sau cuộc trò chuyện, Tiết Cương đãi Cát Tường một món quà quê do chính tay anh trồng, làm mía. Vừa tự tay dốc mía, nam diễn viên vừa nói, mía bên Úc nhà Cát Tường không thể ngon bằng mía nhà tôi được. Tiếp theo, Tiết Cương cầm rổ vào vườn hái rau để nấu cơm trưa cho Cát Tường. Trong lúc hái rau, anh tỏ ra rất thích thú với cuộc sống nông thôn. Khi nấu cơm, Cát Tường nhận thấy Tiết Cương chỉ nấu có nửa lon gạo. Cô kêu ít quá thì Tiết Cương chia sẻ, mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa cơm, đông nửa lon gạo là đủ sống. Cuộc sống bây giờ ăn nhiều thịt, tôm, cua, cá là mê muội, phải trở về sống đạm bạc. Tiết Cương sinh năm 1973, bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên sân khấu, sau đó nổi lên nhờ các chương trình hài đầu thập kỷ 2000 như Gala Cười, Gặp Nhau Cuối Tuần. Anh cũng đóng các phim Mùi Ngò Gai, Vật Chứng Mong Manh. Gần đây, nam nghệ sĩ xuất hiện với vai phụ trong Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh. Cảm ơn các bạn khán giả đã ghé thăm kênh Xuất Ngoại Tìm Sao. Mời các bạn đăng ký kênh miễn phí để nhận nhiều tin tức về sao Việt. Xin chào và hẹn gặp lại ở những dòng tin tức tiếp theo.